tại sao nên đầu tư vào những dự án ở trên Solana mà không đầu tư vào chính cái token của dự án này. Và cái cách làm này nó khá giống với lại hệ sinh thái của BSC. Có thể coi như Solana là cái cổng vào cho dòng tiền đổ vào các dự án xây dựng trên cái nền tảng này đúng không? Các loại ví ở trên Solana hiện tại nó vẫn chưa hoàn thiện và chỉnh chu lắm về mặt UI. Mình tạm gọi là chê Solana nữa. Build những cái DApp viết thành chương trình ở trên Solana mà phải làm quen với một ngôn ngữ hoàn toàn mới như thế này thì có phải là một rào cản để phát triển các dự án không? Đúng là tốc độ nó rau nhanh thật, nhưng mà một cái case study mới đây đó là BSC thì anh em cũng thấy rồi, thì ai cũng join vào, và vì là hệ sinh thái nó decentralized đi. Có dự án tốt cũng có nhiều, nhưng mà dự án linh ta linh tinh ngứa phần thì cũng nhiều không kém. Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, thì nhân nhắc đến chuyện trên Solana thì trong group FOMO Sapien của mình á, thì Nguyên cũng là người đầu tiên raise lên một cái thesis về tìm hidden gem, đó là không đầu tư vào Sol mà hãy đầu tư những dự án trên Sol, là trên Solana. Hãy đầu tư vào Dot chứ đừng đầu tư vào những dự án được xây trên Polkadot. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ tập trung vào cái vế đầu tiên thôi, đó là tại sao nên đầu tư vào những dự án ở trên Solana mà không đầu tư vào chính cái token của dự án này. Thì mình sẽ để Nguyên giải thích cái thesis của Nguyên. Cái này là cũng là nhận định cá nhân của mình thôi, và mình cũng muốn disclaimer trước với anh em đó là đây không phải là lời khuyên đầu tư, đây chỉ là cái nhận định cá nhân của mình. Thì như Phong có nói hồi nãy á, đó là theo mình thì nên mua dự án trên Sol chứ không đầu tư vào Sol. Tại vì như anh em thấy thì Sol nó cũng bay khá nhiều lần rồi. Mình cũng không biết là nó sẽ còn bay x10 x100 bao nhiêu nữa, thì cũng cái đó cũng khá khó nói, nhưng mà khả năng mà nó ít thêm thì sẽ thấp hơn, tại vì nó bay cũng khá mạnh từ cái vùng 2 đô cách đây từ đầu năm đúng không? Đúng rồi, tại vì câu chuyện mà từ 2 đô tăng gấp 10 lần lên 20 đô thì nó là một chuyện, còn tăng từ 20 đô mà tăng lên 100 hoặc 200 đô thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thì như anh em thấy thì Sol nó cũng đã bay mạnh rồi, nhưng mà các dự án trên Sol thì nó đang ở trong giai đoạn early stage thôi. Nhiều dự án nó còn chưa có token nữa mà, thì họ chỉ build cái product, họ chỉ announce sản phẩm như vậy, và họ còn chưa có token thì đây là một cái cơ hội để anh em có thể join ở cái early stage, nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là dòng tiền nó đang trụ ở Solana rồi, nó đang trụ ở Sol rồi, thì nó đang chờ các dự án ở trên Sol nó hoàn thiện và nó công bố đàng hoàng tokenomics các kiểu thì nó sẽ bắt đầu chảy dần sang các dự án này. Yeah. Vậy thì có thể coi như Solana là cái cổng vào cho dòng tiền đổ vào các dự án xây dựng trên cái nền tảng này đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ nếu như mà giả dụ bạn vào Sol đi, thì về cơ bản bạn đang là người bơm vốn để những người có Sol sẵn họ bắt đầu thoái cái dòng tiền này sang các dự án ở trong Sol đúng không? Bởi vì các bạn thấy là Sol nó xuất hiện ở khắp mọi nơi trong hệ sinh thái của Solana. Bạn muốn giao dịch, gì đó thì bạn phải trả phí bằng Sol. Bạn thấy các pool ở trên Radium, pool nào cũng sẽ có Sol. Và cái cách làm này nó khá giống với lại cách làm mà CZ đã làm với lại hệ sinh thái của BSC, tức là tận dụng cái sức mạnh của BNB để thổi các dự án ở trong hệ sinh thái của BSC. Thì đó là cái nhận định của cá nhân mình thôi. Thì nếu như mà bạn như mình nói, nếu như mà bạn vào Sol ở thời điểm này thì bạn đang là người bơm dòng tiền lên để người khác thoái cái dòng tiền đó ra các dự án của các dự án của Solana. Vậy thì khen Sol như vậy cũng nhiều rồi, thì bây giờ mình
không biết là từ những cái phần mình gọi là chê son đúng không? Ừ, mình có thể gọi là chê son một tí là tại vì trong một cái dự án bây giờ mình có Ethereum nè, có BSC, có Polygon, có AVAX nữa, có Sol nữa, mà mình cứ khen Sol như vậy thì nó cũng hơi bị chủ quan. Vậy thì theo như Nguyên thấy thì có bất trong cái hệ sinh thái của Sol bây giờ và trong cái định hướng phát triển của Sol á, thì có phần nào mà Sol có thể cải thiện không, có phần nào mà Sol có thể làm tốt hơn? Mình thấy là chính là cái UI UX của ví, thì các loại ví ở trên Sol hiện tại nó vẫn chưa hoàn thiện và chỉnh chu lắm về mặt UI. Thì mình là một người mà xài Solet từ những ngày đầu đi, thì cá nhân mình nhận định là cái trải nghiệm với Solet nó khá là bực ấy, phức tạp khá là phức tạp cho những người mới xài. Thì tất nhiên là sau khi bạn xài một thời gian thì bạn bị có thể gọi là tẩy não đi, thì bạn quen với lại cái thao tác rồi thì nó ok. Nhưng mà với những người mà mới join thị trường DeFi và buộc phải làm quen với một cái thao tác nó khá là phức tạp như vậy, và đặc biệt là ví nó sẽ là một cái cổng vào, ví nó sẽ là một cái cổng vào của một cái hệ sinh thái. Tức là bạn mà làm cho người ta cảm thấy không happy với cái cổng vào này, bạn không tạo thuận tiện cho người ta để join vào cái hệ sinh thái của bạn, thì coi như là bạn đã mất đi một cái nguồn, gọi là nguồn user rồi, đúng không? Thì tức là nó không có, hiện tại vẫn chưa thân thiện với người dùng mới cho lắm. Đúng rồi. Và hầu hết là mọi người chưa thao tác được các activity, các hoạt động ở trên hệ sinh thái của Sol ở mobile. Tức là mọi người sẽ phải lên lab, và lên lab thì nó sẽ rất là... Đúng rồi, mình cũng là một người mà mỗi lần tương tác với Solet hoặc là với Radium là cứ phải mở laptop lên. Đúng rồi, lên lab thì hiện tại thực ra mobile á, Solet của phiên bản mobile thì nó còn không cho bạn tương tác với lại một ví Solet nữa cơ. Tức là khi mà bạn đăng nhập vào ví Solet ở trên mobile đi, thì nó cứng ngắc ở cái giao diện, nó cứng ngắc ở cái giao diện ví luôn, tức là hiện số dư của ví luôn, và bạn không về back về, và bạn không thể back về. Nhưng mà mấy ông dev ở bên Solet, mấy ông không xài điện thoại, tức là người ta, mấy ông cũng phải hiểu, cũng phải biết là mình đang có vấn đề đó chứ, đúng không? Thì mình nghĩ cái đó cũng có thể là cái thứ mà họ sẽ xử lý trong thời gian tới. Tức là và một cái bất tiện nữa của việc mà dùng lab để tham gia DeFi đó là các bạn có thể bị tấn công fake domain. Thì nếu như mà mọi người đưa cái đó về, tức là nếu như mà cái bên sử dụng ví mà họ đưa về mobile và họ verify luôn là chính xác cái domain này là của cái ứng dụng ví dụ như Radium hoặc là Serum, thì khi mà người dùng, người ta vào cái mobile đó, người ta luôn an tâm là họ chắc chắn được connect với đúng cái nền tảng là Radium, chứ thay vì là họ, nếu mà họ lên laptop đi, họ có thể gõ vào Radium và họ bấm lộn vào một cái đường link, có thể nó thay đổi chữ Radium thành Radium, nhưng mà Radium viết hoa một cái chữ R chẳng hạn, thì có thể là Radium. Thì người dùng thông thường, người ta không để ý, thì người ta có thể connect ví vào, người ta input các thứ và hoàn toàn có thể bị mất tiền. Thì cái đó cũng là cái thứ mà Solana đang cải thiện. Rồi, ok, vậy thì thêm một vấn đề nữa mà mình cũng thấy anh em trong cộng đồng nói khá là nhiều, đó là Solana thì đang xài ngôn ngữ lập trình là Rust. Tức là với các lập trình viên ở trên Ethereum á, thì người ta đã quen xài Solidity rồi, thì cái việc mà chuyển sang build những cái DApp, viết những chương trình ở trên Solana mà phải làm quen với một ngôn ngữ hoàn toàn mới như thế này thì có phải là một rào cản để phát triển các dự án ở trên Sol không? Mình nghĩ là nó sẽ là một rào cản đó. Tại vì cá nhân mình cũng đã có thời gian từng theo học các cái ngôn ngữ lập trình, thì với mình cái việc mà chuyển đổi từ một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ A sang một ngôn ngữ B thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhưng mà cái mình thấy mà Sol có thể xử lý được ở vấn đề này đó là họ build được một cái đầu ra, kiểu như khi mà họ build được một cái ecosystem phù hợp và có nhiều người ủng hộ và tạo được độ hay, thì ở cái đầu vào bên kia thì họ sẽ thu hút được một lượng developer. Tức là nhu cầu về sử dụng sản phẩm trên Sol cao thì sẽ có những người cung cấp ra những chương trình mà giải quyết được nhu cầu đó, đúng không? Đúng rồi, như anh em thấy thì
mới đây thì họ tổ chức cái hackathon á, thì mình thấy cũng khá là đông người tham gia, đông team tham gia. Thì có thể là họ sẽ sử dụng cái flywheel, cái bánh đà là một cái hệ sinh thái nó rất là FOMO như thế này, mọi người sẵn sàng bỏ tiền vào thì họ sẽ xử lý được vấn đề ở đầu vào là developer. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là nó cũng sẽ không phải là một cái vấn đề mà có thể giải quyết được liền đâu. Tại vì cũng phải chờ xem là trong thời gian tới Solana sẽ, các dự án trên Solana sẽ perform như thế nào. Tại vì đúng là tốc độ nó râu nhanh thật. Nhưng mà một cái case study mới đây đó là BSC thì anh em cũng thấy rồi, thì ai cũng join vào. Và vì là hệ sinh thái nó decentralized đi, thì sẽ không kiểm soát được cái vấn đề là chất lượng dự án nó sẽ như thế nào. Còn khi mà nhiều người tham gia vào làm quá và không kiểm soát được thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà thượng vàng hạ cám. Có dự án tốt cũng có nhiều, nhưng mà dự án linh ta linh tinh vớ vẩn thì cũng nhiều không kém. Đúng vậy. Và nếu như mà bạn nào mà chăm mình lướt hết tất cả các dự án trên show nó mà list thấy thì cũng khá nhiều dự án nó hơi tào lao. Nói thật là nó cái đặt cái tên thì nó mình cũng không follow đâu, nhưng mà mình có lướt qua thì mình thấy nó cũng những cái vấn đề nó giải quyết nó không hợp lý một chút nào cả. Thì cái này có thể nó sẽ là một cái side effect của một hệ sinh thái đang grow khá mạnh. Và cái vấn đề này thì sẽ được con số 8 đưa ra bàn luận trong một cái podcast khác, là làm sao để đánh giá được một dự án tốt. Thì cái này chắc sẽ dành cho dịp sau. Vậy thì thêm một điều nữa là mình thấy lớp các cộng đồng thì mọi người cũng vẫn đang thể hiện một cái kỳ vọng là mặc dù bây giờ đang là trong cái thời gian mà thị trường chậm lại và cái đà tăng trưởng cũng đang nguội khá là nhiều, thì nhưng mà mọi người vẫn đang nghĩ là trong 6 tháng cuối năm thì thị trường vẫn sẽ có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ nữa. Và nếu như vậy nha, thì Nguyên thấy là Solana đang build được những cái nền tảng, những cái viên gạch nào vững chắc để mà có thể bay cao trong thời gian sắp tới. Thì chắc cho mình nói trước một ý, đó là làm sao để thị trường có thể quay lại đà bull run, thì cái này chắc chắn là phải phụ thuộc vào Bitcoin rồi. Thì Bitcoin bay thì các cái đồng coin altcoin thì nó mới có thể bay được. Thì để chuẩn bị cho cái bối cảnh mà ví dụ như Bitcoin nó có bay lại á, thì mình nghĩ là Solana họ đang tăng được cái độ phủ về marketing khá là tốt. Họ cái độ phủ marketing như mình nói ở đầu á, thì cái cách họ làm là khá là tốt. Và cái hệ sinh thái họ cũng đầy đủ. Nhưng mà mình nghĩ là có một cái yếu tố mà có thể làm gọi là đòn bẩy cho các dự án trên show, đó là họ sở hữu được một cái thế lực mình đánh giá là khá là mạnh, đó là FTX. Và đặc biệt là Alameda. Thì mình cảm giác như đây là viên gạch chủ lực của họ. Tại vì khi mà họ build product đi, họ build dự án, họ ra token, nhưng mà token không có một cái cách làm đúng để nó ít rất nhiều lần, thì khá là ít người quan tâm và khá là ít người FOMO. Thì mình cảm giác là FTX sẽ là một cái viên gạch nền để họ dùng đòn bẩy giá token lên. Và nó sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng. Và hầu hết như mọi người để ý là ai mà theo dõi dự án trên Sol thì rất là quan tâm đến cái list backer. Thì khi mà backer mà chỉ cần có Alameda là mọi người sẽ follow rất là sát. Đúng không? Thì đó cũng là một lý do, tức là một viên gạch về mảng tài chính. Cái thứ hai mình nghĩ là Sol sẽ đang chuẩn bị để gọi là bay cao đi trong cái đợt bull run sắp tới. Nếu như mà Bitcoin trở lại á, thì Sol đang được định vị là một đồng một cái hệ sinh thái mà gọi là nó không hẳn là top hẳn và nó cũng không hẳn là dở hẳn. Thì chính cái mindset đó là cái thứ mà giúp Sol có rất nhiều lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới. Tức là nếu như mà bạn là top hẳn như Ethereum thì bạn sẽ chịu được rất nhiều áp lực, đúng không?
mọi người sẽ kêu là tại sao ông này build không có build cái gì hết, tại sao lâu quá mà không thấy update, không nâng cấp gì hết, rồi vốn hóa to như thế này thì chắc không bay được nữa đâu, rồi kiểu dự án trên này bão hòa. Thì cái mà Sol đang chuẩn bị á là một cái mình thấy là một cái mindset về đầu tư cho những người tham gia, tức là họ sẽ cảm nhận được là Sol không phải là một hệ sinh thái nằm ở chuỗi nằm ở top cuối, cái chuỗi ở top cuối, hoặc là họ sẽ là một cái top ecosystem mà họ đang đâu đó lưng lửng và sẽ có khả năng ít. Thì cái đó là cái mà mindset Sol làm rất hay. Thì cái đó là nhiều. Vậy thì mình nghĩ là đến đây thì các bạn cũng đã có một bức tranh khá là toàn cảnh về Solana, về những gì mà Solana có thể cải thiện và cái bức tranh tương lai của hệ sinh thái này cũng như dự án này. Thì chắc là cái podcast lần này sẽ được dừng lại tại đây thôi, cũng khá là dài rồi. Mình sẽ để Nguyên nói lời tạm biệt với anh em và xem coi Nguyên có nhắc nhủ gì với mọi người không. Thì rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi podcast này. Thì mình cũng muốn nói lại một lần nữa, thì những cái thông tin mình chia sẻ thì là quan điểm cá nhân của mình thôi. Thì anh em có thể nghe podcast này và chia sẻ những nhận định riêng của mình. Thì bọn mình rất 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 trân trọng những cái đóng góp và chia sẻ của anh em trong cộng đồng của FOMO Sapiens. Thì ok, cảm ơn em rất nhiều đã nghe đến cuối podcast. Hãy đón xem phần tiếp theo của DeFi Discussion trên Coin68 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.